Rồi chán nhở, xem gì bây giờ? À, bật Disney lên xem thôi. Và đó là tình trạng của Disney hiện tại. Theo nguồn là Trust Me Bro thì từ sau năm 2019 đến bây giờ, Disney chưa có một bộ phim nào đoạt doanh thu trên 1 tỷ USD. Thực ra là có phim này. Thậm chí là theo Jeff Bock, nhà phân tích của Exhibitor Relations còn cho biết là bất cứ thứ gì Disney tung ra trong năm 2019 đều kiếm được 1 tỷ đô. Thế nhưng giờ đây, việc phát hành một bộ phim trên toàn thế giới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bối cảnh quốc tế đã thay đổi. Vậy thì nguyên nhân gì đã khiến đỉnh xã hội của ngành phim hoạt hình tụt dốc nhanh như thế? Thực ra tôi cũng không biết đâu. Nhưng mà tôi biết rằng Disney của năm 2017 chính là vua, tại vì cho ra mắt toàn các siêu phẩm, mà trong đó phải kể đến Coco, bộ phim mà tôi sẽ phân tích ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Phê Phim Hóa, nơi mà chúng tôi phân tích các bộ phim mà chúng tôi nghĩ là hay. Nếu các bạn muốn chúng tôi phân tích những bộ phim nào tiếp theo thì hãy comment bên dưới. Coco là bộ phim kể về Miguel, một đứa trẻ sống ở châu Mỹ nhưng mà lại có gia đình mang tư tưởng của phụ huynh châu Á. Trong cái thời đại mà ai cũng đá sân sang làm ca sĩ, từ diễn viên, người mẫu, tiktoker, rapper, thậm chí là cả MC, thì lại có một gia đình ở Mexico không chấp nhận cho con cái theo nghiệp âm nhạc. Đó là gia đình của Miguel. Không hiểu vì sao nhưng mà kể từ khi Miguel biết nhớ thì cả nhà đã rất ghét âm nhạc, nhất là bà nội của cậu. Bà không chỉ cấm các thành viên trong gia đình tiếp xúc với âm nhạc mà còn cấm luôn cả người ngoài đem âm nhạc đến gần mình. Nhưng mà bao giờ cũng thế, trong một team cực mạnh thì kiểu gì cũng có một bố phá game, và đó chính là Miguel. Miguel yêu âm nhạc nên là dù bị gia đình ngăn cấm, cậu vẫn tìm ra cách để tiếp xúc với nó, như là đi đánh giày ở ngoài quảng trường nơi có rất nhiều ban nhạc đường phố, hay là làm một căn cứ bí mật toàn nhạc cụ và âm nhạc ở trong kho. Nhưng mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và hôm nay chính là ngày mà Miguel tự công khai bí mật của mình với cả nhà. Mọi người, ông cố của con là nhạc sĩ vĩ đại và con lại yêu âm nhạc, từ đó suy ra con sẽ trở thành một nhạc sĩ vĩ đại. Nhưng mà cái kết của những cái đứa con come out nó là: này thì nhạc sĩ vĩ đại. Lý do cho hành động bộp chộp này của cu cậu thì là trước đó, khi mà ở trong phòng thờ cùng con chó hoang Dante, Miguel đã vô tình phát hiện ra trong di ảnh của ông cố có hình cây đàn nổi tiếng của nhạc sĩ vĩ đại Ernesto de la Cruz. Và thế là không cần kiểm chứng gì cả thì cậu xác định luôn Ernesto là gia đình của mình. Vì vậy thì vừa mới có màn rồi. Nhưng mà không sao, con người mà, ai chả có một lần ngu. Thế được rồi, trẻ con nó biết gì đâu. Dù sao thì cũng nhờ những lần chơi ngu này mà Miguel lại có cơ hội được đặt chân lên thế giới của người chết, nơi vốn chỉ tồn tại trong mộng tưởng của cậu. Hành trình này không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn ngập tràn tình yêu thương và những bài học sâu sắc. Phim cho trẻ con nhưng mà người lớn xem xong cũng suy tư rất nhiều, và điều đó đã được minh chứng bằng bức tượng vàng Oscar năm 2017. Vậy thì, bộ phim này hay như thế nào? Hãy cùng tôi phân tích nó. Trước khi đào sâu vào chi tiết bộ phim thì chúng ta cần hiểu bối cảnh của nó. Câu chuyện trong Coco diễn ra ở một làng quê quen thuộc ở Mexico, châu Mỹ, nhưng mà là Mỹ Latin nên là Mexico có một nền văn hóa riêng và độc đáo. Trong Coco, nét văn hóa này được thể hiện rất rõ ràng thông qua từng chi tiết. Lấy ví dụ đơn giản, ngay ở cảnh mở đầu phim, chúng ta được nghe một câu chuyện về tổ tiên của Miguel. Điều đáng nói ở đây là câu chuyện được kể thông qua papel picado, một loại hình trang trí thủ công được thực hiện bằng cách cắt hoặc là đục các đồ án phức tạp thành một sấp những tờ giấy lụa đan xen với nhau. Papel picado được xem là một hình thức nghệ thuật dân gian lâu đời của Mexico. Không chỉ thế, ngay cảnh tiếp theo sau đó chính là sự xuất hiện của piñata, một đồ vật dạng hộp làm từ giấy vụn, gốm hoặc là vải được trang trí nhiều màu sắc, bên trong thì có rất nhiều kẹo hoặc đồ chơi. Piñata cũng là một cái biểu tượng trong văn hóa của Mexico, và việc để cho hai biểu tượng văn hóa của Mexico xuất hiện liền kề không chỉ chứng minh sự cố gắng của đoàn làm phim trong việc tìm hiểu về văn hóa bản địa Mexico, mà còn dẫn đến câu chuyện chính. Vì theo như tục lệ của người dân Mexico thì papel picado và piñata chỉ xuất hiện trong các dịp lễ quan trọng như là lễ phục sinh, giáng sinh hay là lễ hội người chết Dia de Muerto. Đây là một lễ hội truyền thống của Mexico nhằm tôn vinh những người đã khuất. Người dân Mexico tin rằng cuộc đời chỉ như là một giấc mộng, và các linh hồn sau khi chết thì thay vì xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng với Wawi thì sẽ được chuyển tới một vùng đất dành riêng cho những người đã khuất. Và hàng năm khi mà Dia de Muerto tới thì họ sẽ được trở về thăm người thân. Ý nghĩa của lễ hội này cũng tương đương với lễ Vu Lan của người Việt. Khác với sự buồn đau của cái chết thì lễ hội người chết của người Mexico là một dịp vui nhưng mà vẫn thể hiện được sự biết ơn đến người thân quá cố. Đây là một cái nét đặc sắc của văn hóa Mexico. Và về cơ bản thì trong Coco, những chi tiết này được tái hiện khá đầy đủ. Ví dụ như việc trải cánh hoa cúc vạn thọ để dẫn lối các linh hồn, hoặc là chuẩn bị đồ cúng, nến hương để gửi tặng cho những người đã khuất. Tuy nhiên vẫn có một vài chi tiết được làm mới, cải biên. Ví dụ như là việc có người dựng ảnh thì mới qua được cổng để đi thăm người thân. Mặc dù là điều này theo tôi tìm hiểu thì không có trong ngày lễ thực tế, nhưng mà đây lại là một chi tiết quan trọng để thúc đẩy cốt truyện.
Bên cạnh không gian lễ hội thì văn hóa còn thể hiện thông qua con người Mexico, cụ thể ở đây là gia đình Miguel. Có thể thấy rằng gia đình của Miguel là một gia đình ba thế hệ chung sống. Với cuộc sống của người dân Mexico hiện đại thì điều này không còn nhiều, nhưng mà trong quá khứ thì nó rất phổ biến. Ngoài ra trong các gia đình như vậy thì vai trò của người phụ nữ rất quan trọng, đặc biệt là những người bà, người mẹ, họ gần như là người lo liệu và quán xuyến mọi việc trong nhà. Ở Coco thì chúng ta có thể thấy bà của Miguel là người quyền to nhất trong nhà, nói có người nghe, đe có kẻ sợ. Nhưng mà như thế không có nghĩa là bà là một người độc tài. Bà của Miguel rất yêu thương gia đình của mình, mặc dù nhiều khi nó sẽ hơi quá, nhưng mà tất cả những mối quan hệ như thế đều thể hiện nên một nét văn hóa của Mexico. Và để làm được điều đó thì đoàn làm phim cũng đã có một hành trình khá gian nan. Ngay khi vừa quyết định là một bộ phim có chất liệu văn hóa Mexico thì đạo diễn Lee Unkrich đã cùng đoàn làm phim thực hiện những chuyến đi để tìm tư liệu làm phim, 3 năm làm việc tại xưởng để tìm tòi, thêm 3 năm nữa để nhóm trực tiếp đến đất nước Mexico, ghé thăm rất nhiều bảo tàng, khu chợ, các nhà xưởng, nhà thờ, trung tâm thương mại và cả các nghĩa địa. Rất may là các gia đình địa phương đã mở rộng vòng tay chào đón, giới thiệu cho đoàn làm phim về những món ăn mà họ yêu thích, những ca khúc mà họ nghe, về cuộc sống cũng như là các truyền thống, phong tục tập quán lâu đời ở những miền đất đó. Ban đầu thì câu chuyện của Coco là về cuộc phiêu lưu của một thanh niên người Mỹ gốc Mexico. Sau khi mẹ mất thì bắt đầu trở về Mexico vào đúng dịp diễn ra lễ hội người chết. Cũng vì vậy mà thanh niên có cơ hội tìm hiểu về cội nguồn và buông bỏ chấp niệm về người mẹ quá cố. Nhưng mà trong quá trình phát triển, đoàn làm phim nhận ra là họ đang lạc đề, tại vì ý nghĩa của lễ hội người chết không phải là để quên đi người đã khuất mà là tôn vinh và mãi nhớ về họ. Nên là kể cả khi kịch bản đã gần như hoàn thành, họ cũng phải bỏ đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Nhờ vậy mà sau 6 năm thì cuối cùng Coco cũng được trình làng tới đại chúng. Mặc dù chất liệu văn hóa Mexico là thứ làm nên Coco, nhưng mà đây không phải là phim tài liệu, nên là để cho Coco có thể dễ dàng chạm tới khán giả thì câu chuyện chính là cái phần quan trọng nhất. Mà trong Coco thì câu chuyện lại được bắt nguồn từ nhân vật chính Miguel Rivera. Ngay từ khi xuất hiện thì Miguel đã được giới thiệu là một đứa trẻ rất yêu âm nhạc. Mặc dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống anti âm nhạc, nhưng mà bằng cách thần kỳ nào đó thì Miguel vẫn biết chơi guitar, thậm chí là chơi rất tốt. Thì nếu mà đây không phải búp bẩn thì chỉ có một cách giải thích là anh bạn này tự học chơi guitar. Nhưng mà bằng cách nào thì có thể là Miguel đã học thông qua việc quan sát những người nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Cái này tôi thấy hơi điêu, nhưng mà âm nhạc là một cái bộ môn đòi hỏi rất nhiều năng khiếu thì Miguel chắc chắn có điều đó. Nhưng mà nếu không kiên trì tập luyện thì cũng khó mà có thể đạt được đến một trình độ cao. Mà trong hoàn cảnh của Miguel phải trốn chui trốn lủi để được chơi đàn thì việc này thực sự rất là khó. Và thế là để có thể chơi nhạc thoải mái mà không bị gia đình phát hiện thì cậu này đã làm cho mình hẳn một căn cứ bí mật ở bên trong gác mái. So với khung cảnh trong phòng sinh hoạt của gia đình trước đó thì nơi này trông như một thế giới khác, từ dây đèn trang trí cho đến những chiếc băng đĩa âm nhạc mà cậu sưu tầm. Sự ngập tràn màu sắc ở căn phòng này trái ngược hẳn với tông màu nâu ở phòng sinh hoạt chung của gia đình. Chỉ có ở căn cứ bí mật này thì Miguel mới có thể làm chính mình, một con người yêu âm nhạc. Nhưng mà nói như vậy không đồng nghĩa là Miguel không sống thật khi ở bên gia đình, bởi vì kể cả khi không có âm nhạc thì Miguel vẫn là Miguel. Dù chưa thực sự nhận thức được điều đó, nhưng mà Miguel đã luôn đặt gia đình lên trước bản thân. Ví dụ như lúc Miguel đi đánh giày cho một nghệ sĩ tự do ở quảng trường và được bảo rằng hãy tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng. Mặc dù rất thích nhưng mà Miguel lại từ chối. Không giống với đa số phụ huynh châu Á khi cấm con cái theo nghệ thuật thì gia đình của Miguel ghét âm nhạc và cấm đoán con cháu đi theo con đường đó hoàn toàn có lý do riêng của họ. Ông cố của Miguel là một nhạc sĩ và ước mơ của ông là biểu diễn âm nhạc cho thế giới, nên là mặc dù đã lập gia đình nhưng mà ông ta vẫn chọn xách ba lô và đi, bỏ lại vợ cùng đứa con nhỏ bơ vơ ở nhà. Cái sự căm phẫn và tủi thân của người bị bỏ rơi đã tạo nên một gia đình Rivera căm ghét âm nhạc như hiện giờ. Khi mà được nghe câu chuyện đó thì Miguel mặc dù rất yêu âm nhạc nên là không dám thổ lộ với người trong nhà, giấu đi niềm đam mê của bản thân và thay vào đó trở thành một đứa con ngoan như những gì gia đình muốn. Tại vì là yêu âm nhạc là một câu chuyện nhưng mà theo đuổi âm nhạc lại là một câu chuyện khác. Miguel chỉ chơi nhạc vì bản thân nên là cậu không nghĩ rằng mình có thể trở nên nổi tiếng như là Ernesto. Và cũng vì điều đó mà Miguel không dám tham gia cuộc thi tài năng, chứ không phải là chỉ sợ gia đình buồn. Tuy nhiên sau khi phát hiện ra là ông cố mình là Ernesto de la Cruz thì Miguel được tiếp thêm động lực. Việc trong gia đình đã có người từng theo đuổi âm nhạc đã là một an ủi rất lớn rồi. Đây, người trong gia đình đấy lại là một nhạc sĩ cực kỳ nổi tiếng thì cũng không có gì khó hiểu khi mà Miguel cảm thấy tự tin level max đến mức vội chạy ra thông báo cho cả nhà như là sợ tin tức nguội mất. Thì đây cũng chính là cái sự kiện đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của Miguel. Lần đầu tiên cậu bé dám làm điều gì khác với mong muốn của gia đình. Nhưng lúc này thì cậu lại đang quá tập trung vào bản thân mà quên đi những giá trị xung quanh, cụ thể là gia đình. Trước đấy thì dù không thích những câu chuyện về truyền thống với tục lệ các thứ, nhưng mà Miguel vẫn nhớ rất rõ, lắng nghe câu chuyện dù không quan tâm cho lắm. Đó cũng là một cách chứng minh tình yêu gia đình của Miguel. Nhưng mà cũng phải thôi, tại vì Miguel vẫn là một đứa trẻ thì nó chỉ biết quan tâm đến mình thôi. Nhưng mà hành trình tại vùng đất người chết thì đã khiến cậu bé thay đổi.
kịch bản quen phết. Tại vùng đất người chết thì Miguel gặp những người họ hàng đã qua đời từ lâu như là bà cố Imelda, bà Rosita, ông Julio, bà Victoria, ông Oscar, ông Felipe và quan trọng nhất là Hector, ông cố thực sự của Miguel. Cuộc gặp gỡ với Hector chính là cầu nối để Miguel dần dần phát triển bản thân. Từ một cậu nhóc yếu đuối tự ti, không dám đứng lên vì chính bản thân mình thì giờ đây Miguel đã biết thuyết trình phản biện, đồng thời cũng hiểu rằng gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Nhưng mà Coco thì cũng không chỉ xoay quanh sự trưởng thành của Miguel mà là còn câu chuyện về những người phụ huynh chịu thay đổi vì con cháu của họ. Gia đình Rivera là một gia đình kiểu mẫu Mexico thời xưa với người bà là trụ cột. Ngay từ những phút đầu phim thì chúng ta hoàn toàn hiểu rằng bà của Miguel luôn đặt gia đình lên trên. Bà chính là người đã duy trì những truyền thống của gia đình như là nghề đóng giày hay là các cuộc gặp mặt lễ Tết, các lễ hội mà gia đình sum họp với nhau. Và quan trọng nhất đó chính là bà của Miguel rất yêu thương con cháu trong nhà. Từ cách gọi Miguel là cháu yêu cho đến vì sợ cháu mình thấy tủi thân mà quyết định cho nó nối nghiệp gia đình. Nhỡ cháu không giỏi thì sao? Thì cũng không sao, cháu có gia đình ở đây để dẫn dắt. Nghe khá là yên tâm. Chỉ thiếu thêm một thành phần cực kỳ quan trọng nữa là tình yêu thương này sẽ được cực kỳ trọn vẹn, đó là thấu hiểu. Tại vì yêu thương thì chưa chắc đã đi liền với thấu hiểu. Đó là lý do mà bà cấm Miguel theo đuổi con đường âm nhạc. Đối với bà của Miguel thì âm nhạc là liều thuốc độc. Nó đã giết chết cả một gia đình nhỏ. Và một thứ xấu xa như thế thì con cháu của bà chắc chắn không nên đụng vào. Nhìn vào mặt tích cực thì bà của Miguel chỉ đang cố gắng giúp con cháu không đi vào vết xe đổ của ông cố. Nhưng mà Miguel thì không phải là ông cố mà mới chỉ đang 12 tuổi. Và bà nội hoàn toàn có thể ngồi xuống nghe Miguel chia sẻ lý do về cậu yêu âm nhạc và nhắc nhở về những giá trị của gia đình. Nhưng mà chúng ta đã có màn đập vỡ cây đàn, thì đối với Miguel tại thời điểm đó, cây đàn là thứ mà cậu trân quý nhất. Và cảm giác cái vật mình trân quý bị người thân phá hoại thì khá là đau. Mà không chỉ bà nội của Miguel mà cả bà cố Imelda cũng là một người như thế. Bà rất yêu thương Coco hơn cả tình yêu dành cho âm nhạc, nhưng mà lại xóa sổ hình ảnh của người bố mà cô bé yêu thương khỏi gia phả gia đình. Ngay cả đối với Miguel thì bà cố Imelda không chỉ không thèm quan tâm lý do vì sao cậu lại yêu âm nhạc mà còn dùng quyền lực để bắt ép Miguel phải từ bỏ âm nhạc. Thì chúng ta có thể thấy rằng dù quan tâm chăm sóc lẫn nhau nhưng mà thiếu đi sự thấu hiểu thì có thể dẫn đến những kết cục buồn. Miguel bỏ nhà ra đi, còn Coco thì chỉ có thể sống trong hồi ức về bố. Vấn đề của gia đình Miguel thì cũng là vấn đề của nhiều gia đình, không tìm được tiếng nói chung, cũng vì vậy mà trở nên xa cách, dần dần không còn chia sẻ gì với nhau nữa. Có những gia đình cứ giữ cái không khí như vậy đến cuối đời, nhưng mà cũng có những gia đình may mắn hơn khi mà đã quyết định ngồi xuống để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Gia đình của Miguel cũng là một gia đình như vậy, họ học cách thấu hiểu lẫn nhau. Miguel hiểu với giá trị của gia đình, biết trân trọng những người thân yêu. Còn cha mẹ, bà nội, bà cố thì đã thay đổi. Dù hơi muộn nhưng mà không sao, có còn hơn không. Ban đầu thì Miguel mới tới vùng đất người chết, bà cố Imelda đã liên tục bắt ép cháu mình phải bỏ âm nhạc. Nhưng mà sau khi chứng kiến sự quyết liệt của Miguel thì cũng đã thấu hiểu, chấp nhận niềm đam mê của Miguel và đưa cậu trở về dương thế với vô điều kiện. Bà nội và bố mẹ của Miguel cũng vậy. Mặc dù là cái đoạn đấy bị time skip, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng một năm sau Miguel đã không cần phải trốn chui trốn lủi để chơi nhạc nữa, mà thay vào đó là cùng gia đình hát lên bài hát về tình yêu. Và bài hát này đã kết thúc video ngày hôm nay. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.